Mẹ ăn Giang. Ủa ăn Giang nè, mẹ đẩy nha nè. Đẩy sao nhanh vậy? Giờ đẩy lại đi, đẩy lại đi cho luôn Giang nha. Ăn là phải đưa qua đó mới vớt đúng không? Đúng rồi. Ở chết chào, ngoại. Buồn buồn rồi. Ngoại đi. Buồn lắm. Gọi. Alo, ba nghe. Dạ, mời ba qua ăn cơm, bữa cơm gia đình. Ba, cái bụng còn no lắm. Tiger đang ngủ, để ba... Cạnh đó hả? Ngủ cái cháu. À, ba ngủ với cháu. Không rồi, ok dạ. Dạ, ok. Dạ. Cả nhà mình ăn đi. Rồi, xin mời. Ăn lẹ đi về canh em bé nữa. Trời ơi. Bữa nay con gái tôi nó đi chợ. Nếm đi, mẹ không có nêm nếm gì hết á. Mẹ cứ làm đại. Nghe không? Cảm ơn mẹ. Dạ, cảm ơn ba. Trời ơi. Đúng rồi, nó to rồi, giống dạt vậy đó. Dạ. Ăn liền con yêu. Cảm ơn. Cảm ơn ba. Thua cả hai đứa con gái. Con món quá vậy mặn. Mặn chán hả? Không, nó mặn vừa. Rau hai con gái mua. Ngon, cái này không có mặn. Bắt cười quá, phải đi xuống đường đường chợ Linh Đông. Có. Cái cô bán ớt. Đứng rồi lấy đi coi. Nói giờ đố mà ăn. Anh mà ăn hết ăn cái ớt này ăn ấy thì em sẽ mua một lốc nước mát. Trời ơi. Chắc cô không biết ba là chùm ăn ớt hả? Ừ. Chứ không biết là cô kêu bạn không. Ăn ớt mà. Không, nó ngon quá cái bà tặng thêm bịch ớt này. Ớt này ở Phú Quốc á. Cái ớt ngùng ngùng dữ luôn ha. Ừ. Đúng ba ghê. Không, trứng chiên ngon á. Cá này là cá tươi nha. Ừ. Không phải là cá đông lạnh nha. Thường thường cá bớp là đông lạnh nhưng mà cái này cá tươi. Yeah. Sao thấy mẹ nấu sao ổn không? Nấu món nào cũng ngon. Mấy điểm? Dạ 1 điểm. Trời ơi 1 điểm. Thì không đó. Đừng làm cho mẹ mừng nha. Dạ mẹ nấu ngon. Chưa ăn canh chua. Hết miếng canh chua. Chắc mấy đứa nó cũng đói. Ba thử canh chua của mẹ. Chuẩn cơm mẹ nấu. Tại vì nó có mùi chua. Là đúng bữa ăn không? Gia đình mà là đặc sản Phú Quốc không nha. Đúng rồi. Cá Phú Quốc nè, cái tươi Phú Quốc nè, nước mắm Phú Quốc nè, ớt Phú Quốc nè, nước chợ Phú Quốc nè. Nước mát Sài Gòn nè. Nước mát Sài Gòn nhưng mà có mặt tại Phú Quốc nè. Rồi cảm ơn hai con gái nha. Cảm ơn mẹ hai con gái luôn nha. Ôi. Vậy chứ lát mà lên là không vừa lên đó. Lên
sao vậy mà chui vô được hay vậy? Nó bơi đi. Nó bơi. Sư bơi dữ lắm ha, tự nhiên cái giờ quýu. Tự nhiên cái giờ quýu luôn. Không được đụng con vịt. Dạ đúng rồi, mình phải làm cách nào như thế nào để cho con vịt hay mấy con vịt nó đua với nhau. Đấy, đứng sát dựa vô hồ bơi cho nó không có bị. Rồi đây. Đứng sát vô hồ bơi làm bất cứ hành động gì miễn là con vịt nó bơi. Chỉ là không chạm tay vào vịt nha. Không chạm tay vào vịt. Nè, chạm bằng nhau đi. 3, 2, 1, bắt đầu. Trời đất ơi, tự nhiên hết không nè. Chưa lại. Không được sao? Ủa sao dịch này nó không bơi? Đâu, cái đầu không bơi. Đâu còn bơi, bây giờ nó tới đến rồi. Bắt đầu lại nha, ăn gian nữa là coi trường bị phạt. 1, 2, 3, bắt đầu. Ôi, lại hay vậy? Thằng nhớ. Ủa dân anh đi đâu? Xa quá vậy. Ủa sao mẹ có một cái lực đồ là khủng khiếp vậy ta? Mẹ anh Giang. Ủa anh Giang nào, mẹ đẩy đi nè. Đẩy sao nhanh vậy? Giờ đẩy lại đi, làm lại đi. Cho luôn về nha. 3, 2, 1 lượt về bắt đầu. Ờ, đại chưa, đại chưa rồi. Rồi chơi lần thứ ba là vô chung kết nè. Ai ngờ cũng đua chứ bộ. Đại chưa, đại chưa, đại chưa, đại chưa. Ba với mẹ là một điều, giờ ai thắng trong mày là thắng nè. Tụi con là giờ bị loại rồi. Dạ. Không, bây giờ dân anh qua phụ qua đẩy nè. Đúng không? Hay thua mà để giành chiến thắng, để giành chiến thắng, để giành chiến thắng. Ba hay thua mà hay qua ba. Rồi chuẩn bị nha. Dạ. Trận chung kết. 3, 2, 1, bắt đầu. Mà làm gì? Mẹ cũng bơi không kịp với ba. Thấy chưa? Ai nói chơi ba thua phải. Đội chiến thắng được đưa ra một hình phạt bất kỳ cho đội thua cuộc. Lêu lêu đội thua nhé. Em đội chiến thắng nữa yêu cầu người thua là một điều mình mong muốn rồi. Rồi đội thua kìa, qua đây là thực hiện kìa. Thôi mẹ đi lên, em lặn rồi. Mẹ đi lên. Con tự lên đây. Kỳ quá, đội này kỳ quá. Dừng lại. Các mẹ với thì anh bơi qua đó quay lại. Ờ, mẹ ẩm đây rồi. Bơi vòng quay ba vòng nha. Bơi một vòng không được dừng lại nha. Một vòng là sao là? Bơi lên đó xong bơi ngược lại. Không được dừng lại. Con đó cũng sạch. Rồi anh sạc là mẹ dân với lại giờ thì anh phải bơi lên đó bơi giờ vòng về không được ngược lại. Bơi, lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên, vô, vô. Quay mạnh lên, quay nhanh lên, lãng luôn. Đây là tập bơi nè, à, cái chân thẳng ra. Rồi quạt nước, quạt nước. Quạt nước, quạt nước. Rồi bơi đi. Rồi đuổi rồi, đuổi rồi, đuổi rồi. Ráng lên hai em. Hai em ráng lên. Ráng lên hai em. Rồi thua, không được. Bơi thêm một vòng nữa. Không được dừng lại thở, bơi thêm một vòng nữa. Mệt quá.
đội thua rất đoàn kết. Trời ơi, Phi như ngựa luôn bà con ơi. À, chơi rồi chơi đây luôn nè. Rồi cho đi phao chuối trước đi mấy chú.